biết anh Hưng và anh Huy có chia sẻ gì thêm không ạ? Anh Huy còn đấy không ạ? Còn Dạ. để mình thì trong cái những ngày vừa qua thì Việt Nam chúng ta cũng có xảy ra những cái sự kiện mà hồi nãy anh Thơ Quang với là Trung cũng có nói đó, liên quan tới cái tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Thì chắc Trung cũng biết tại sao mà hiện nay một số báo đài ở nước ngoài, các cái kênh chống phá đất nước Việt Nam họ tập trung vào Lý Nhã Kỳ không? Tại vì Lý Nhã Kỳ, bản thân Lý Nhã Kỳ là một người người Việt ở hải ngoại về trong nước, tham gia trong lĩnh vực giải trí điện ảnh, và đồng thời Lý Nhã Kỳ là con dâu của một vị lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh trước đây. Cho nên là khi tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt, khởi tố và các cái tội danh đã được công bố, thì Lý Nhã Kỳ là một trong những cái thuyết âm mưu của bọn chúng chống phá, để tìm cách tiếp tục tìm cách bôi nhọ lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo chính quyền các cấp cũng như thành phố Hồ Chí Minh về cái vấn đề Vạn Thịnh Phát. Chứ không Lý Nhã Kỳ không, nếu như mà Lý Nhã Kỳ không liên quan tới cái chuyện đó thì chắc có lẽ bọn chúng cũng không không đặt rồi. Còn cái chuyện cơ quan chức năng xử lý điều tra, khi có đầy đủ chứng cứ thì sẽ khởi tố, bắt giam, truy tố, xét xử những đối tượng, những thành phần, những người có liên quan trong các cái vụ án và kinh tế. Thì hiện nay là những cái thông tin rộ lên như thế thì đây là một âm mưu chống phá mới của các thế lực thù địch nhằm vào cái vị lãnh đạo của Việt Nam, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Thì để liên quan tới việc vụ Lý Nha Kỳ thì mình cũng nói thêm một chút đó. Rồi cái tiếp theo nữa là trong cái vụ Thiền Am, bạn Quang Lâm thì cũng có đưa những cái đó lên, thì mình cũng trước đây mình cũng có theo dõi, thì sáng nay mình cũng nói luôn vụ Thiền Am. Thì sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra của tỉnh Long An cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan tới Thiền Am, và tiếp tục chờ có văn bản của các cơ quan chức năng xem xét khởi tố cái tội loạn luân trong cái vụ Thiền Am. Thì đây là những cái thông tin mà chúng ta mới nhận được, và chúng ta cũng thấy rằng là cơ quan chức năng của tỉnh Long An đã quyết tâm làm cho ra ngô ra kho cái vụ Thiền Am. Thì trên cái cơ sở đó thì các cái thế lực phản động, các thế lực núp bóng ở hải ngoại tiếp tục chống phá, tiếp tục kêu gào là Việt Nam là đàn áp tôn giáo, không nhân quyền, dân quyền này nọ kia khác. Kể cả có một số thành phần đó, nói thì cái Trung đó, nó ấu trĩ lắm. Mình nghe họ bình luận ở trên không gian mạng, mình thấy những cái bình luận của bọn chúng mình cảm thấy nó rất là bức xúc. Là gì nè, ủa con gì nuôi mang thịt? Cái chuyện đó là chuyện của thầy ông nậu, thầy ông nậu chuyện của ổng mắc mới gì mà chính quyền, tòa án, công an xét ổng, bắt ổng, truy tố ổng về cái tội đó. Chuyện của ổng kệ kệ, trong gia đình ổng làm gì làm. Trung thấy có những cái bình luận nó Trung mang cái tính như vậy, thì mình thấy rằng là một số kẻ họ họ không thể nào mà chấp họ không thể nào chấp nhận được cái sự thật phũ phàng trong cái Thiền Am đó, mà họ tiếp tục họ chống phá, họ tiếp tục họ đẩy cái đó lên thành một cái chuyện để mà xuyên tạc, nói xấu chính quyền. Và cái vui nhất trong 2-3 ngày nay mình theo dõi đó là cái vụ của Vương Phạm, tố cáo cái thằng Phi Phi Đồng, Phiêu Đồng đó, mà một số người ta gọi là con chuột đồng á, và bản thân thằng đó đã bị cảnh sát Canada bắt. Đó là một cái tên mà đã chống phá đất nước Việt Nam, xuyên tạc bôi nhọ lãnh tụ lãnh đạo của nhà nước Việt Nam rất là nhiều. Và qua cái vụ đó thì mình mới thấy rằng là anh đừng nghĩ rằng là các nước phương Tây được tự do ngôn luận, muốn nói gì nói, tới một ngày nào đó bản thân anh cũng bị khó mở.
giống như ông cựu tổng thống Trump. Ừ, cựu tổng thống Trump. Hoặc cũng chẳng có quyền, nhân quyền, tự do, nhân chủ gì trong cái các cái thế giới tư bản. Khi giới chủ là người cầm quyền trong các công ty, các tập đoàn, họ sẵn sàng sa thải, họ sẵn sàng đuổi việc à, công nhân, người lao động, dù không có lý do gì cả. À, và đó là một cái điển hình của trường hợp cái công ty, cái mạng truyền thông của gì của Mỹ đó. Thì khi ông mà chủ xe Tesla điện của Mỹ mua lại, ông đã sa thải hàng loạt người lao động của cái tập đoàn truyền thông này. Thì cuối cùng rồi là gì? Có nhân quyền không? Và người lao động đó có được đi biểu tình để đòi hỏi cái quyền lợi không? Chắc chắn không. Ừ. Trong khi đang giá cả lạm phát rất là nhiều, người dân Mỹ cũng đang chật vật, cái thu nhập cũng bị ảnh hưởng, cái đời sống cũng bị ảnh hưởng, nhưng mà bị đuổi việc một cách vô cớ. Nhưng mà họ cuối cùng họ cũng chẳng dám nói. Vậy thì cái xứ đó họ cũng chẳng tự do gì cả, chẳng nhân quyền chỗ nào. Thì mình cũng tổng hợp lại cũng như thống kê cũng như là nói thêm một số cái ý trong cái buổi nói chuyện hôm nay, thì đó là những cái mình muốn chia sẻ thêm. Ừ. Trên cơ sở cái like của Trung thì mình cũng giờ này cũng khuya để cho Trung xuống like nghỉ, rồi mai đi chúng ta cũng còn phải có cái công việc nữa. Thì cũng chúc Trung cũng như mọi người đang theo dõi nhiều sức khỏe, an lành, và có những ngày của tháng 11 tiếp tục có cái cuộc sống ổn định phát triển. Tết cũng đến gần đến rồi, thì chúng ta tiếp tục là cày cày để kiếm tiền mà lo ăn Tết và chơi Tết. Xin chào Trung và chào tất cả mọi người. Xin Dạ nhường lời lại cho Trung ha. ok, em cảm ơn anh Huy. Thì qua cái nội dung anh chia sẻ cũng cảm ơn anh rất nhiều. Dĩ nhiên là trong cái nội dung anh chia sẻ nó có những cái nội dung mà nó mới. Thực tế là mà nói về quan điểm của em á, ví dụ như Vạn Thịnh Phát hay là Tịnh Thất Bồng Lai á, thì em vẫn đang chờ. Chờ cái gì? Đó là chờ kết luận của cơ quan điều tra, của các cái cơ quan chức năng quản lý nhà nước. Khi người ta có những thông tin chính thức thì chúng ta chia sẻ ra thì nó mới rõ ràng được, đúng không ạ? Bởi vì bản thân chúng ta là những cái người cũng gọi là có trao đổi, đúng không ạ? Thể hiện quan điểm cá nhân về những cái nội dung, các cái hiện tượng xã hội trong và ngoài nước. Thế nên là chúng ta chia sẻ khi mà thông tin nó rõ ràng thì ok, em nhất trí. Còn về cái vấn đề mà liên quan đến Lý Nhã Kỳ, thực ra là lúc nãy em có đề cập, nhưng đề cập ở đây là về cái góc độ mà có thành phần chia sẻ là Lý Nhã Kỳ bị bắt. Đấy, thế nên là Lý Nhã Kỳ đã trực tiếp lên phản biện lại cái nội dung đó. Thì ở đây đó, thì em cũng 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 không có tìm hiểu sâu và cũng không muốn đề cập, mà em chỉ muốn để cho mọi người thấy được là cái tự do ngôn luận khi chúng ta đưa thông tin mà nó không đúng sự thật thì nó hậu quả nó sẽ như thế nào, đúng không ạ? Thì thông qua Đúng cái buổi rồi. live ngày hôm nay đó, thì em cũng chỉ muốn là gì, chỉ muốn truyền tải những cái quan điểm cá nhân và những cái góc nhìn của các vị khách mời về các cái hiện tượng, một một trong những cái hiện tượng thôi, một hiện tượng nhỏ của xã hội mà hay được đề cập đến, hay được nhắc đến, và đặc biệt là những cái thành phần chống phá nhà nước, người ta lợi dụng vào những cái vấn đề như vậy để người ta chống phá nhà nước, người ta bóp méo, người ta xuyên tạc những thông tin đi đấy. Và từ đó là gì, từ đó là chúng ta có thể là cũng là một nguồn thông tin nữa, đúng không ạ, giúp cho người đọc người nghe người ta có thể cảm nhận được, người ta lấy cái dữ liệu, người ta so sánh, người ta đối chiếu, từ đó người ta có cái quan điểm nhận định cá nhân của từng người. Chứ còn chúng ta cũng không có mang tính chất cá nhân em thế thôi, không mang tính chất định hướng, cũng không mang tính chất là giáo dục hay cái gì cả, mà mỗi người có một quan điểm nhìn nhận khác nhau. Đấy, thì cũng cảm ơn một lần nữa, cảm ơn anh Cơ Quang này, cảm ơn anh Huy, cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi buổi live ngày tối ngày hôm nay. Thì mọi vấn đề đúng không ạ, chúng ta chia sẻ thì đòi hỏi nó mang tính khách quan, mang tính khách quan và mang tính đa chiều, và mỗi người có một quan điểm của mình thì cứ có giữ quan điểm của mình thôi, đúng không ạ? Thế thì chúng ta làm sao mà khi mà chúng ta sống trong một xã hội, đặc biệt là những anh bên kia thế giới đã nói là xã hội văn minh để tiến bộ đấy, đúng không ạ? Thì cần những cái mà nó văn minh tiến bộ, chứ không phải là bằng cách các anh xào xáo các cái thông tin một cách nó từ trong nước, sau đó các anh đưa lại, đúng không? Các anh xào xáo lại, các anh vẽ thêm chân thêm đuôi vào cho nó để các anh tạo ra một cái hình thù mới để đạt được cái mục đích của các anh. Thì ngày hôm nay cái bài học của Pinder và Canada là một cái minh chứng rõ ràng nhất cho cái vấn đề là gì, cho cái vấn đề là
tức do hồ luận hay là của ông Donald Trump cũng vậy thôi. Thì từ đó chúng ta thấy được là về cái thực tế đó, cái thực tế mà thông qua cái việc tuyên truyền của những cái thành phần bên kia thế giới về tự do ngôn luận nó là như thế nào, khi anh tự do ngôn luận ở góc độ nào, đúng không ạ, về cái vấn đề gì, và có phải là thực sự là muốn nói thì nói, muốn chửi ai thì chửi đi không. Thì ngày hôm nay đã có kết luận rồi, đúng không ạ, riêng cá nhân em tự đưa ra kết luận đó là hoàn toàn không đúng sự thật, còn mọi người theo dõi thì mọi người sẽ đưa ra quan điểm của mình. Còn những cái vấn đề mà thực tế là mà nói á, thì nếu mà nói ở vấn đề nhạy cảm thì rất khó để đánh giá vấn đề nào là nhạy cảm hay không nhạy cảm, bởi vì tình hình chính trị nói thẳng ra một câu, nếu như anh em mình theo dõi nó chỉ là một cái phần nhỏ thôi, cái phần rất nhỏ, chứ còn để mà khẳng định cái vấn đề nhạy cảm thì rất là khó, đặc biệt là hiện nay ở các cái nước nó đang xảy ra cái nhiều vấn đề đấy, thì cũng cũng chưa chúng ta cũng chưa dám đánh giá là cái nào là nhạy cảm và không nhạy cảm, đặc biệt là cái vấn đề xử lý của các cái chính quyền, đúng không ạ, các nhà nước của các quốc gia, thì mỗi một quốc gia người ta có một cái hướng xử lý khác nhau, và ở đâu đó, đúng không ạ, thì người dân ở các cái quốc gia đó thì người ta như thế nào, thì chúng ta từ đó chúng ta đối chiếu, chúng ta so sánh lại, chúng ta làm một phép so sánh, dĩ nhiên so sánh ở cực điểm nhưng nó đáp ứng được các cái yếu tố đề điểm về mặt bằng chung, về mặt khách quan để chúng ta nhận định, chứ còn về góc độ nào đi chăng nữa thì các tổ chức chống phá nhà nước Việt Nam chúng ta như tổ chức khủng bố Việt Tân hay là Triều đại Việt hay là Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời hay là những các cá nhân khác làm YouTube, có thể là những cái gọi là những cái tay sai cho các tổ chức này đó. Ví dụ như là Trung Quốc Huy, Trần Nhật Phong hay là Son Lê các chẳng hạn, thì các thành phần đó thì chúng ta thấy rất rõ rồi, thì nó đều lấy thông tin từ nhà nước chúng ta, từ các cái báo chí, đúng không, người ta đưa ra. Còn về cái góc độ mà mỗi một cái nhìn nhận nó một khác nhau, thì ngày hôm nay Việt Tân nó xuyên thẳng Việt Nam ta đâu phải là lần đầu tiên và chắc chắn cũng không phải là lần cuối cùng, và cái điều đó càng ngày, đúng không ạ, với cái việc mà chúng ta tiếp cận được thông tin thì chúng ta sẽ đánh giá được những cái nội dung đó nó đưa ra là như thế nào, nó có đúng hay là không đúng, khách quan hay không khách quan, thì từ đó là dần dần là gì, dần dần là chúng ta biết được cái bản chất của nó rồi, đúng không, thì chúng ta có những cái hành xử hành động như thế nào nó hợp lý, và đồng thời chúng ta có những cái chia sẻ thế nào nó khách quan, để mọi người có thể gì ạ, cùng nhau nhìn nhận, đúng không ạ, và cùng nhau so sánh, rồi từ đó người ta tự người ta sẽ đánh giá được là cái tổ chức đó như thế nào, và chắc chắn khi người ta đã đánh giá được thì không ai sẽ bị những cái tổ chức này bị lừa bịp nữa, thì cái điều đó là cái điều mà mong muốn mà em chia sẻ như vậy. Thì một lần nữa xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã tham gia buổi live ngày hôm nay, thì cũng chúc mọi người ngủ ngon, hẹn mọi người vào buổi live ngày hôm sau. Xin cảm ơn anh Huy, xin cảm ơn anh Tơ Quang và cảm ơn cô chú anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại vào buổi sau ạ. Chào Trung và chào mọi người.